Cùng uống trà chiều mưa xứ dừa với tôi nha. Sau bao ngày cầu mưa thì cuối cùng hôm nay ông trời ông cũng nghe thấy. Ông cho một trận mưa đã đời từ lúc 1 giờ chiều tới 3 giờ chiều luôn. Không biết có bạn nào giống tôi không, trời mưa là thích trùm mền đi ngủ, sướng vô cùng. Ngủ dậy lôi mấy củ khoai lang ra chiên, không quên chăm sẵn một bình trà ủ ở trong trái dừa này nè. Trái dừa thần thánh này á có thể giúp giữ trà được ấm nóng trong vòng khoảng 8 tiếng đó các bạn. Hồi nhỏ mỗi lần qua nhà dì tôi chơi là tôi lại để ý cái trái dừa này của dượng tôi. Cứ chiều chiều là dượng tôi lại rủ ông hàng xóm qua hai ông uống trà. Lâu lâu tôi với nhỏ em cũng xin ké ăn ly trà đường. Sẵn hôm nay có hũ đường dừa nước kết hợp vô, ta nói nó ăn ý vô cùng. Nhấp một ngụm trà, nhâm nhi miếng khoai, ngắm mưa rơi, thiệt là lãng mạn yên bình.